Xong cơ rụp chùm riêp xúa. Bốc mai bóng ôn ôm phù mến cơ đồ chì mất nè xa đạp thằng ó. Cả tên tên dung tam đàn xa đạp cơ đồ chì gom trô. Cả nè dươi rương lãng vĩnh. Cả tha thích bài sạch rương cơ đồ chì ca nè tiên rương. Nơi khả nông video nè mùi nè mùi. Đàm mê nơi khả nông channel nè bóng đài. Lớ nhóm bàn chơi rơ nơi rương ra thầm mây mối hay nhóm sẵn khâm tha rương ra ní à vừa ở nhạy thằng ọc nia cắt bánh thoi nè phép tàn tầng đôi chị vừa ở nhạy thằng ọc nia nó cứ cắt bánh thoi và kha tha stress và bàn khlạc khlạc bóng đài. Và sân chìa mình bàn tầng ốc ở bàn khá khá đài anh chẳng hạn này tầng ốc này. Đạp hơi ở plinh nữ tục công bò bàn. Lớ cầm ôi khát bê bì lìa chá ơn bà. Và đầu chìa cầm ôi bòn bà ôn dương cột tầng rung trăm. Thả ta rương ra nó cứ rương đàn dìm bìa với. Và lớ xong chô nữ rương ra tầm đồn. Rương rai này cứ chỉ rương rai đã tự tuôn bàn bì ôn pro phía ra. Ôn pro phía ra gọt chỉ bọc lực này IT nơi cổng hôn mối nơi khẳng phân bình dưỡng. Và ôn pro có miên nơi rương rai mối đã ôn chọn chạy rộng lên. Rương ra nó cứ cắt làng dư vậy. Và cắt làng dư vậy. Tạm rồi dạ ca riêng rộp. Cái đồ chạy chạy rộng lên bọc ôn. Rương ra nó cứ cắt làng cả bị chân nằm bị bọn đọc. Rồi cả nó bọc ôn. Trời trôi thịt đọc. Và trôi thịt đọc chẳng bắt đầu bị long diploma và bắt đầu bị long diploma hơi ôn cái đôi chia sẻ xa nó sẽ xem tiết cái nhóm kia từ riêng cua riêng cua nó cứ miền riêng cua đôi chia cần nết rub kimi chi vẽ với chia ai cứ miền riêng cua và thế xa khám ai bóng đá tệ tôn chuyên môi nâng ca tay sẽ đầy. Vì nâng đá ôn cơ đôi chìa sơ xa nó sơ đỏ tay tiết. Nóm cái này tờ riêng cua nơi vị trí lấy hình xâm rinh bây lưu ý. Đói ôn riêng rõ tha vị trí lấy hình xâm rinh bây lưu ý cứ nơi bài xa la sọc. Và bài xa la sọc ai ôn bàn riêng rõ tệ tuông cho môi năng chi vứt vật bà ôn đá thà ca nô rùa xa bà ôn cứ mình sơ miền lùi miền cãi tế và đó đánh chân tớ nẹ đại kì miền lùi và đại kì miền lùi rồi có chi bà phép rùa xa kì thu thiê nắng kì riêng cú bình mỏng kì chân mong pram lưng nghiệt. Trong này bà ôn chuồn cả chẳng tư có riêng chân mong bay bàn tay phía trái nó cứ chân mong buồn rồi ấy lôi bà lôi mình cục riêng một vị chia bàn thái hay mỗi tiết nó có về nhà miền lôi chẳng tư có riêng anh chẳng tư hay về nhà ọt lôi có ọt tạm năng tư chẳng hai bàn thà chi vật và chi vật ở nè riêng nơi chôn nắp mọt nó cứ bà riêng bà bà đài bà riêng bà đài bì kla nó nhỏ chi bà phiếp bà khát chẳng hơi cả riêng nó có mình bàn đặt đo được bà bông bà ôn dương đại cột ở miền chi bà phiếp thu thi ôn pro ở phía ra bà bông pro phía ra cột có bàn bàn to riêng rõ tha. Ngày mùi nước có trời chênh và chênh môn máu
Sao đã tới nó cứ kê chênh nó mong pram. Bố ấy kê nó riêng cua bản thảm. Chôm nay bà ôn bê nắng cứ ổn mên lôi riêng đi. Bà ổn mên lôi riêng đi. Chẳng mà riêng bàn trầm tài mong buồn đi. Bà ôn có chênh môn. Bà ôn có chênh môn hay có thẻ con. Thẻ con chênh bì xa la nắng. Chỉ mà tạm lỡ cắt. Tạm rồi dạ ca rệp rộp. Lời bì xa la. Mà đọc tè rộp bọp ôn nâng cư miên trầm ngay bà hai chị đọp kì lô đấy. Bà đọp kì lô đây, đọp kì lô mẹ đây. Thò mà đá dương chi tạm lỡ thông chẳng tớ. Bàn tay còn tại tha. Bà sơ sơ nâng gọt. Còn sơ chi tạm lỡ thông thì gọt chẳng tại chi tạm lỡ cắt. Lời cắt nâng bì riêng chất trường tích. Còn tại dân tài ca chỉ cắt tạm viên sài tạm khả nông bệnh cắt bị phùm mùi từ phùm mùi và tòa bị ôn chênh nơi màu bốn ôn có bàn chỉ tạm phá thống chỉ bàn chỉ tạm phá thống và chỉ mặc lâu đấy nó có miên phá nông bệnh ôn cái chỉ tạm khả nông bệnh ai cứ chạy tại chá lòng bị bệnh mùi chẳng thứ. Và tôi bị chi ban môi xâm tụ thống có miền plâu mà được căn khăn bệ ngôi tiên. Hãy bảo ôn bảo bí ra cột có ban chi ta tạm khăn bệ nâng. Tại mình này ai. Chi mơ bia sài khá là đạp bảo xâm lên chạp dung khá là. Đạp xâm lên lửa lột dung khá là. Nơi là lửa đàm thân áo lửa đàm chơ cái bài ôm bệ nâng. Chi bà đá nó cứ kết bà đá bà chi bà đá nó cứ kết bà đá. Cất bì nì, cất bì nù, cất bì ca riêng sâu nụ phong, cất bì bà nà cốt nụ phong. Nụ bê bà ôn chi màu bàn bà chi bẹ cà đà là bà lấu bà dân cất đất thà bẹ cà đà là bà lấu chọc. Bông bà phía ra gọt cà bàn riêng rộp thà. Nơi kháng sạch đạm đáy nâng cư miên tuôn thông mùi. Đói tuôn thông nâng cư ọt miên đám chơ thông thì. Và ổn miền đám chơi thông tế. Đói nơi cho bà chạy nàng tùa nâng. Cứ miền đàm ở bình mùi đàm. Cái dây tới cứ tùa nâng cứ chọp nâng bà chạy mà đón nè tặng ngọt khá nế. Bà ổn bà bàn chi. Bà chi mà đón mốc nâng. Còn lưu sâu xùm lên. Y mà nẹ quạt hào. Y mà nẹ nàng quạt cả hào. Là vơi á nà. Bà à y nâng quạt có bàn hào thà ổn à tinh chạy chia nè ổn ấy bên nâng đáy bà ổn bà phía ra quạt có bàn cả lệnh mơ bê đà cả lệnh mơ cứ quạt khơi y nâng cầm bông tay ông côi lơ cậu ấy bò gò hòm cậu ấy chó dù môi nâng chân kran hay nâng chân năng tẻ mùi đà cầm bông tài chạy chiến bật bật gọt mền bà mơ thấy cứ khơi cầm bông tài chạy chiến mền. Anh nơi các bạn nó có khơi con mông mà nè. Tại mơ tớ là giúp ai chỉ đọc bằng 7 cho năm, đọc bằng 4 cho năm. Ê mơ tớ là bà sát. Còn rạp tha cả lấy tớ cứ là khơi con nó cứ sát mình tên. Bà sát chẳng tới gọt có khơi chẳng hay có những nhâm đạm mạnh tích hết nè. Bà nhâm mạnh đạm mạnh tích. Hay có bạn rạp ở y nó thà. Ất tế như y, ất tính thì. Hay gọt có bà nực nóng chất mày khơi mục con y lụa chạy chiên nắng hay còn nhầm bà nhầm y còn bà đa nhầm bà đa lưu môi sần tu cào mô cọt có bàn chi mà đọp lời thông cọt chi mà đọp lời thông hay cọt có bà to chi rốt tự đọp tè rồi bà cọt hay cọt có riêng chom bà sụp hơi bà cọt nâng hay cái chuối thưa ca nghiệp tè mà chấm nôn ấy chẳng tới. Lưu là nghe màu bà chưa bầm bớt. Bọn bà thác gọt cả bàn mơ. Bà vì nhìa xa bà xanh xanh. Cái đồ chỉ lùm hạt bà xanh xanh để gọt bàn riêng. Nơi xa là riêng cô nâng. Bông đại ông côi nơi lửa tóc. Mơ ở sức hơi cái đồ chỉ. Bà thơ lùm hạt bàn bì lùm hạt. Bên nâng đáy gọt cả nực hơi. Cái đó là múc. Bà một con trai y mà nẹ đài
cầm phong tràng cối lộ chạy chia nâng đã khơi trắng gò cọt bà mẹ rõm tha mình sẽ cái đây sâu nè bà hãy có cọt nhìn nhầm bà nhìn nhầm mình ai đi rồi còn nhìn nhầm mình ai chẳng tới lúc bên đã khơi ta đo rương nắng cọt cần nức bà sắp tới mẹ rõm tha đôi bên mình xóm hạt phòng ผมพร้อมก็บ่ตอเรียบรอบថាกึดๆទៅដូចវាមិនសមហេតុផលថាអីអីអត់ដែលពីណាទៅលក់ចែកជាតិអីនៅកដាលវាស្រែកដាលដីកដាលវាលអញ្ចឹងនឹកៗទៅក៏គិតថាហីវាមិនសមបាទវាមិនសមហេតុផលតោះថាសោះវាអត់សមហេតុផលគិតបាទគិតមកសំទុះក៏គាត់គិតថាអូមានតែខ្មោចលងទេអញ្ចឹងមានតែខ្មោចលងទេវាមិនដែលពីណាទៅលក់ចៃជានៃនៅកណ្ដាលដីហ្នឹងលក់ឲ្យពីណាអត់សមហេតុផលហើយគិតទៅថាប្រហែលជាខ្មោចលងហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់គិតថាខ្មោចលងក៏លងចុះប៉ុន្តែសំខាន់គឺមុខបាទមុខមិនអាក្រក់មុខស្អាតមុខស្អាតអញ្ចឹងគឺអត់ខ្លាចទេបាទមុខស្អាតអញ្ចឹងគឺអត់ខ្លាចទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងអូនប្រុសក៏ទៅរៀនគូរៀនអីជាមួយមិត្តភក្តិផ្សេងៗទៀតហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទដំណើរគ្នាហើយក៏ជិះកាត់បាទកន្លែងទួលនឹងដដែលតែអត់បានឃើញអីទេព្រោះអីបងអូនមិនមែនជិះតែម្នាក់ឯងទេគឺជិះជាមួយនឹងគ្នាជាច្រើនទៀតអីបាទចេះតែជិះទៅរៀនបាទជិះរឿយៗអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងប្អូនក៏បានបាទរៀនចប់សភៅចប់អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានផ្អាកការរៀនគួរនៅបាទសាលារៀនគួរបន្ថែមនៅខាងគេហៅថាព្រៃលវៀហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះក៏ដល់ពេលដែលត្រូវចូលរៀនបាទម៉ោងរត់ធម្មតាហើយប្អូនប្រុសក៏រៀនជាធម្មតាដោយតែគេដោយតែឯងអញ្ចឹងទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្អូនប្រុសក៏បានបាទចេះតែជាប់ចេះតែអីអញ្ចឹងទៅក៏ប្រឡងបាក់ឌុបបន្ទាប់ពីបាក់ឌុបហើយប្អូនក៏បានឡើងទៅរៀននៅខាងជើងក្រុងភ្នំពេញបាទទៅរៀននៅឯក្រុងភ្នំពេញតស៊ូរៀនរហូតបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែក IT ឬក៏គេហៅថាខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបងប្រុសក៏បានបន្តរៀបរាប់ថាខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏ IT នេះគឺមានច្រើនផ្នែកនៅក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបងមិនចង់លើកឡើងទេគឺអ្វីដែលបងចង់លើកឡើងគឺរឿងដែលបងបានជួបកាលពីបងនៅរៀនគួរប៉ុណ្ណេះឯងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវរបស់បងប្រុសភីរ៉ាត្រឹមនេះចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់សាច់រឿងមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយមួយវិញទៀតដែរក៏សូមអភ័យទោសផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជានិយាយរឿងឡើងវិញពីសំណាក់ខ្ញុំបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាការនិយាយហ្នឹងគឺតែងតែមានបាទកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាបាទឲ្យតែអចេតនាអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងដែរបាទឥឡូវចុងវីដេអូហើយសូមបាទសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អសុខកាយសុបាយចិត្តសុបោលុយចាយគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពបាទជួបតែមនុស្សល្អល្អអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូបន្តជាមួយនឹងរឿងថ្មីអត្ថន័យថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា